Lưu Gia Linh, sinh ngày 8 tháng 12 năm 1965 ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô vào. Cô tốt nghiệp khóa đào tạo nghệ sĩ thứ 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hồng Kông TVB và là một nữ diễn viên, ca sĩ điện ảnh và truyền hình ở Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 1986, Lưu Gia Linh lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khi đóng vai chính trong bộ phim độc lập Những đứa trẻ hư hỏng của Thành Long. Sau đó, cô đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Ba Châu ở Nanterre, Pháp và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Tửu Vàng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 3 cho A Phi Chính Truyện và Từ Sơ. Trong phim A Phi Chính Truyện còn được bình chọn là kiệt tác kinh điển của làng điện ảnh Trung Quốc, trở thành một trong những tác phẩm được người hâm mộ muốn thưởng thức nhất trên màn ảnh rộng. Sau khi đạt được những thành tựu nhất định trong làng điện ảnh Hồng Kông, Lưu Gia Linh ký hợp đồng với một hãng đại diện ở Trung Quốc đại lục vào năm 2002. Trong thời gian này, cô đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Kê Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 26 nhờ đóng vai chính trong bộ phim đại lục đầu tiên Hiếu Kỳ Hại Chết Mèo. Trước và sau đám cưới với Lương Triều Vĩ, Lưu Gia Linh tạm nghỉ sau đó trở lại với khán giả qua ba bộ phim Địch Nhân Kiệt Chi Thông Thiên Đế Quốc, Hãy Để Đạn Bay và Hoa Điền Hỷ Sự, đồng thời đóng vai chính. Trong Hãy Để Đạn Bay, diễn xuất tuyệt vời của cô trong vai vợ Quan Huyện đã được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 5. Năm 2014, cô lần lượt đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Châu Á Osaka lần thứ 9 và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình sân khấu Hồng Kông lần thứ 24 với vai diễn trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh và vai quá phụ trong vở kịch Đỗ Lão Chí. Cùng năm đó, Lưu Gia Linh hợp tác với Lương Gia Huy, đóng vai chính trong bộ phim Hoàng đế chuyện tình Bắc Kinh do Trần Tư Thành viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính, doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên đã vượt 100 triệu, phá năm kỷ lục và nhất trí giành chiến thắng. Khen ngợi từ khán giả. Đời tư của Lưu Gia Linh. Cuộc sống hôn nhân với Lương Triều Vĩ. Khởi nghiệp từ TVB, Lưu Gia Linh và tài tử hàng đầu châu Á Lương Triều Vĩ đã có một chuyện tình đẹp từ năm 1989. Cả hai quen biết và đóng cặp với nhau qua phim Người Tái Bản năm 1984 nhưng ở thời điểm đó, họ vẫn chưa hẹn hò. Sau gần 10 năm, khi cùng tham gia vở kịch Happy Lemon Hút Bang, họ mới bắt đầu nảy sinh tình cảm. Năm 1990, sóng gió xảy ra khi Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc và làm nhục. Đây là một cú sốc tinh thần lớn với cô. Triều Vĩ khi đó đã hủy hàng loạt hợp đồng đóng phim để ở bên người yêu. Anh nói, với tôi cô ấy mới quan trọng. Không đóng phim này, tôi có thể đóng phim khác. Tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy cần tôi. Và sau này cũng vậy, vào năm 2002 khi những bức ảnh khỏa thân và đoạn băng nhạy cảm của Lưu Gia Linh bị phát tán, Lương Triều Vĩ vẫn luôn đồng cam cộng khổ, túc trực bên cạnh Gia Linh để cùng người yêu vượt qua cú sốc tinh thần này. Cũng vì vậy mà Gia Linh từng chia sẻ, trên đời này, khó mà tìm được người nào hiểu tôi đến vậy. Đó là điều làm tôi mãn nguyện hơn tất cả mọi thứ, từ vật chất cho đến các giải thưởng nghệ thuật. Tôi may mắn khi gặp được người đàn ông này. Bao năm qua chúng tôi luôn đồng hành và cùng trưởng thành. Anh ấy đưa tôi vượt qua những sóng gió. Lương Triều Vĩ tiết lộ rằng anh là người nhiều lần cầu hôn Lưu Gia Linh nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng. Chỉ nhiều năm sau, khi đã nghĩ rằng mình cần có một gia đình, Lưu Gia Linh chính là người đề nghị chuyện hôn nhân trước. Sau nhiều năm hẹn hò, tôi cảm thấy hôn nhân là chuyện hệ trọng với người phụ nữ. Ngày 21 tháng 7 năm 2008, sau 19 năm gắn bó, cặp đôi vàng của làng giải trí đã tổ chức đám cưới tại một resort 5 sao ở Vương quốc Bhutan trước sự chứng kiến của khoảng 100 khách mời là bạn bè và hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng. Lưu Gia Linh vô cùng hạnh phúc khi được người bạn đời trao cho chiếc nhẫn cưới hiệu Cartier với viên kim cương 12 carat có giá lên đến hơn 25 tỷ đồng. Đám cưới hoành tráng của hai minh tinh tiêu tốn đến 40 triệu Hồng Kông 116,4 tỷ đồng, được gọi là đám cưới thế kỷ và trở thành một trong những đám cưới đắt giá nhất của làng giải trí Hồng Kông. Số tiền chi cho đám cưới bao gồm chi phí đi lại ăn ở của các khách mời, tiệc cưới sang trọng, nhẫn kim cương dành cho Lưu Gia Linh, vệ sĩ bảo vệ an ninh trong hôn lễ. Toàn bộ con số này đều do Lương Triều Vĩ chi trả. Đặc biệt trước đó, nam tài tử đã dành tặng cha mẹ vợ 20 triệu nhân dân tệ 65 tỷ đồng làm sính lễ. Đám cưới có sự tham gia và biểu diễn của diva Hồng Kông Vương Phi,
và được chỉ đạo bởi đạo diễn Vương Gia Vệ cùng các khách mời là hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí như Lâm Thanh Hà, Quan Cẩm Bằng, Tăng Chí Vĩ, Lý Á Bằng, Quan Chi Lâm. Truyền thông xứ Cảng Thơm cũng chi hàng chục ngàn USD để có được những tin nóng nhất về đám cưới hoành tráng này. Lưu Gia Linh, Lương Triều Vĩ dù gặp nhiều trắc trở, sóng gió nhưng vẫn vô cùng bền chặt, hạnh phúc sau hơn 20 năm, là một trong những cặp đôi nổi tiếng và quyền lực nhất của giới giải trí Hồng Kông. Không chỉ có một sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, cả hai còn là những nhà đầu tư giỏi. Nhiều năm qua, hai vợ chồng nắm giữ cổ phần của nhiều doanh nghiệp và thâu tóm hàng loạt bất động sản. Ước tính tài sản chung của hai ngôi sao đã vượt quá con số 1,2 tỷ đô la Hồng Kông và được xếp vào hàng ngũ những cặp sao giàu nhất châu Á. Hơn 3 thập niên qua, vợ chồng giữ thói quen không dùng chung nhà vệ sinh. Trên TVB, Lưu Gia Linh tiết lộ cô ưa sạch sẽ, ngăn nắp, còn chồng khá luộm thuồng, đi làm về thường ném tất mỗi nơi một chiếc, mặc quần áo bẩn đi ngủ. Vì thế, vợ chồng dùng riêng nhà tắm, mỗi người tự dọn phòng của mình. Lưu Gia Linh cho biết dần dần, cô thấy phòng tắm của Lương Triều Vĩ gọn gàng, sạch sẽ hơn. Có thể anh ấy học tôi điểm này. Nữ diễn viên không ép buộc chồng thay đổi thói quen, để anh tự do trong không gian của mình. Đôi vợ chồng còn độc lập tài chính. Trong một số lần phỏng vấn, Lưu Gia Linh nói có thể lối sống gia đình cô không thuộc kiểu mẫu nhưng phù hợp với cả cô và Lương Triều Vĩ. Sau nhiều lần cãi vã, chiến tranh lạnh, họ dần tìm ra cách cư xử để đôi bên đều dễ chịu. Vợ chồng thoải mái khi cho nhau nhiều không gian riêng, chấp nhận nhược điểm của nhau và không bao giờ yêu cầu người kia thay đổi thói quen, tính cách. Nỗi ám ảnh khi bị xã hội đen bắt cóc, chụp ảnh nóng. Cuộc đời thăng trầm của Lưu Gia Linh gắn liền với hai từ mafia và cưỡng hiếp. Thuở nữ diễn viên, giới xã hội đen Hồng Kông có thế lực vô cùng lớn và ngang ngược, loạt ngôi sao đình đám như Lý Liên Kiệt, Thành Long cũng phải dè chừng, chịu cảnh bị chi phối. Vì lợi nhuận, chúng chẳng ngại ngần ép những ngôi sao nổi tiếng đóng phim 18 và Lưu Gia Linh đã lọt vào tầm ngắm. Vì từ chối lời mời đóng phim của giới anh chị, Lưu Gia Linh đã bị ghim và phải chịu sự trả thù cực gắt. Tháng 4 năm 1990, Lưu Gia Linh đã nhận lời mời đánh mạt chược với Tăng Chí Vĩ và những ngôi sao đình đám khác. Khi ấy, Tăng Chí Vĩ muốn lái xe tới đón cô vì trời cũng đã muộn nhưng người đẹp lại từ chối. Ai ngờ, khi gần tới chung cư của Tăng Chí Vĩ, Lưu Gia Linh bị ba người đàn ông bắt cóc, đưa lên xe tải. Nhân viên bảo vệ của chung cư đã chứng kiến màn bắt cóc này và lập tức thông báo với Tăng Chí Vĩ. Họ nhanh chóng báo cảnh sát khi phát hiện chiếc hoa tai của Lưu Gia Linh bị rơi trong xe và chiếc dây an toàn của xe ô tô bị cắt đứt. Chẳng ai ngờ rằng, 3 tiếng sau, Lưu Gia Linh lại xuất hiện ở trước chung cư của Tăng Chí Vĩ với vẻ mặt tiều tụy, quần áo xộc xệch. Người đẹp cho biết cô chỉ bị cướp chiếc đồng hồ hàng hiệu và hơn 1.000 đô la Hồng Kông mà thôi, rồi nhanh chóng tới cục cảnh sát để hủy bỏ bản án mà Tăng Chí Vĩ báo với cơ quan chức năng. Không ai rõ trong 3 tiếng mất tích đó, chuyện gì đã xảy ra với Lưu Gia Linh. Giới truyền thông suy đoán việc này có liên quan tới giới xã hội đen và đưa ra nhiều thuyết âm mưu về việc cô bị cưỡng hiếp, khiến người đẹp phải chịu nhiều lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, khi ấy, những người bạn bè có máu mặt trong showbiz đã giúp cô lấy lại công bằng. Cứ ngỡ, mọi việc đã êm xuôi thì năm 2002, tờ báo Đông Chu đã khiến dư luận dậy sóng khi tiết lộ những bức ảnh khỏa thân của Lưu Gia Linh. Điều này khiến nữ diễn viên bị tổn thương nặng nề, thậm chí là nghĩ tới việc tự sát. May mắn thay, bên cạnh cô có bạn trai Lương Triều Vĩ luôn hết mực quan tâm, an ủi. Thậm chí, vị ảnh đế này còn cho biết, nếu showbiz phức tạp như vậy thì chúng ta cùng rời khỏi đây. Em muốn đi đâu, anh sẽ cùng đi với em. Không chỉ vậy, các nghệ sĩ xứ Cảng cũng đứng về phía Lưu Gia Linh. Những cái tên đình đám như Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh và hơn 500 ngôi sao Hồng Kông đã biểu tình phản đối việc tờ báo Đông Chu tiết lộ hình ảnh nhạy cảm của Lưu Gia Linh. Người đẹp cũng dũng cảm thừa nhận cô gái trong bức ảnh chính là cô và việc cô bị bọn bắt cóc ép chụp ảnh khỏa thân. Lưu Gia Linh tuyên bố, hôm nay, tôi tới đây là muốn nói cho những người yêu quý, ủng hộ tôi và những kẻ muốn làm tổn thương tôi rằng, tôi còn mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của mình. Cuối cùng, tổng biên tập của tờ Đông Chu đã phải ngồi tù vì hành vi phát tán ảnh đồi trụy, ảnh hưởng tới danh tiếng của nữ diễn viên. Vậy nhưng, phải đến năm 2018, Lưu Gia Linh đã lần đầu trải lòng về vụ bắt cóc chấn động 28 năm trước. Nữ diễn viên cho biết, trước khi vụ việc xảy ra,
Cô từng nhận được lời đe dọa nhưng chẳng thể ngờ được cánh xã hội đen lại ngang ngược tới vậy. Nữ diễn viên khẳng định cô không bị cưỡng hiếp và cũng không hận những người từng bắt cóc mình. Họ không cưỡng hiếp tôi, chẳng qua là nghe lệnh làm việc mà thôi. Tôi biết ơn họ vì điều này. Thư Kỳ và Lưu Gia Linh bất hòa vì nhà vệ sinh. Một lần, Thư Kỳ nhận được lời mời và đến nhà Lưu Gia Linh làm khách. Cô đau bụng giữa chừng và vội vàng vào nhà vệ sinh. Không ngờ vừa bước ra, cô đã nhìn thấy Lưu Gia Linh với vẻ mặt u ám. Trước mặt cô ra lệnh cho người đập phá phòng vệ sinh. Tất cả bồn tắm và bồn cầu đều được yêu cầu thay mới. Về vấn đề này, Thư Kỳ cũng cảm thấy xấu hổ. Cô không biết Lưu Gia Linh có vấn đề về sự sạch sẽ. Có lẽ nhiều người biết Lưu Gia Linh và Thư Kỳ là đôi bạn thân trong làng giải trí, từng hợp tác đóng phim chung. Từ khi chuyện này xảy ra, cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, Lưu Gia Linh nhận ra lỗi lầm của mình. Cô đã đích thân đến gặp Thư Kỳ để xin lỗi. Hai người đã giải tỏa nghi ngờ và hòa giải như xưa. Hóa ra Lưu Gia Linh mắc chứng nghiện sạch sẽ nghiêm trọng. Cô từng thẳng thắn nói trong cuộc phỏng vấn trên một chương trình: tôi không thích người khác vào phòng tắm của mình. Ngay cả Lương Triều Vĩ cũng không được. Chỉ cần ai đó sử dụng phòng tắm của tôi sẽ sụp đổ, giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cần phải thay thế ngay một cái mới toanh. Từng đóng phim Địch Nhân Kiệt, điều khác biệt so với bạn diễn là Lưu Gia Linh không quan tâm đến tiền cát xê mà trước hết hỏi xem đoàn phim có trang bị phòng tắm độc lập hay không. Những giám đốc từng tiếp xúc với cô đều biết cô có yêu cầu đặc biệt về sự sạch sẽ, chỉ những ai hiểu cô mới không thấy lạ. Bởi theo cô, chỉ khi giải quyết được vấn đề của bản thân thì cô mới có thể tập trung quay một bộ phim hay. Khi Lưu Gia Linh thấy môi trường vệ sinh của khách sạn kém khi cô mới gia nhập đoàn làm phim, cô đã hét lên khi mở cửa khách sạn: trời ơi, tệ quá. Sàn nhà có tóc và bồn cầu thì bẩn. Giám đốc lúc đó tưởng xảy ra chuyện gì to tát, liền vội vàng chạy tới kiểm tra, hóa ra chỉ là một số vết nước nhỏ. Nhưng để diễn xuất tốt, đối với một diễn viên tên tuổi như Lưu Gia Linh, đoàn phim chỉ có thể dốc toàn lực giúp cô giải quyết vấn đề và bố trí trợ lý thay nội thất phòng tắm bằng đồ mới. Sự nghiệp của Lưu Gia Linh. Lưu Gia Linh sinh ngày 8 tháng 12 năm 1965 tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Cha cô là một học giả hiền lành, còn mẹ cô là một người phụ nữ hiền lành, đức hạnh và duyên dáng. Khi còn nhỏ, cô và anh trai đã trải qua tuổi thơ tuyệt vời ở Tô Châu. Cô cùng bố mẹ chuyển đến Hồng Kông vào năm 1980. Năm 17 tuổi, cô đã không theo kịp sự tiến bộ sau khi học 2 năm. Để phụ giúp gia đình, cô tình cờ tham gia một lớp đào tạo tuyển dụng của đài truyền hình. Một mặt, cô cảm thấy mình có hứng thú và tự tin diễn xuất. Mặt khác, chính bộ phim Sát Thủ Phục Thù của Huỳnh Nhật Hoa đã mê hoặc cô. Cô muốn vào đài truyền hình để gặp Huỳnh Nhật Hoa nên đã nộp đơn vào lớp đào tạo nghệ sĩ TVB. Năm 1984, cô tốt nghiệp khóa đào tạo nghệ sĩ thứ 12 của đài truyền hình TVB Hồng Kông. Năm 1983, cô đóng vai quần chúng trong Anh Hùng Xạ Điêu với Châu Tinh Trị, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vĩ, trong đó Lưu Gia Linh đóng vai một cô hầu gái nhỏ. Sau đó, Lưu Gia Linh đóng chung với Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ và Ngô Quân Như trong bộ phim truyền hình Lộc Đỉnh Ký, trong đó cô đóng vai Phương, một trong 7 người vợ của Vi Tiểu Bảo. Đồng thời, Lưu Gia Linh cũng hợp tác với Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc và Lưu Thanh Vân để đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Tân Trác Sư Huynh, đóng vai Gia Văn. Bộ phim này rất nổi tiếng khi được phát sóng và Lưu Gia Linh cũng trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim này. TVB đã tranh thủ đà phát triển và bắt đầu quay vào năm 1985 phần tiếp theo. Phần tiếp theo mang đậm tính nhân văn, là một kiệt tác trong số các phim cảnh sát những năm 1980. Năm 1986, Lưu Gia Linh tham gia lĩnh vực điện ảnh, hợp tác với Huệ Anh Hồng, đóng vai chính trong bộ phim Những Đứa Trẻ Hư Hỏng của Thành Long và trở nên nổi tiếng trong một lần. Cùng năm đó, Lưu Gia Linh hợp tác với đạo diễn Khưu Gia Hùng và đóng vai chính trong bộ phim Triệu Phú Lưu Manh do cô đóng vai Tạ Nguyệt Minh. Tác phẩm này đã đưa Lưu Gia Linh trở nên nổi tiếng và trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu của TVB. Sau đó, Lưu Gia Linh đóng vai chính trong bộ phim Người Phụ Nữ Nói Dối, vào vai cô tình nhân xinh đẹp và ngây thơ, đồng thời giành được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 9 cho vai diễn này. Cô cũng đóng chung với Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc, Trương Học Hữu, Lương Triệu Vĩ và những người khác trong bộ phim A Phi Chính Truyện do đạo diễn nổi tiếng thế giới Vương Gia Vệ đạo diễn. Trong phim vào vai Mimi,
Vai diễn này phản ánh rõ nét nhất vẻ gợi cảm và quyến rũ của thập niên 1960. Phim đã giúp cô đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Tam Lục ở Nanterre, Pháp. Phim được chọn là tác phẩm kinh điển của làng điện ảnh Trung Quốc và trở thành phim ăn khách nhất. Tác phẩm quan trọng qua mọi thời đại, còn được xếp vào top 100 phim hay nhất thế giới, thành tích cực cao và trở thành một trong những tác phẩm được người hâm mộ muốn xem trên màn ảnh rộng nhất. Cô và Nhậm Đạt Hoa từng đóng chung trong các bộ phim Câu lạc bộ Trai Bao và Sa Thần. Trong Câu lạc bộ Trai Bao, Lưu Gia Linh và Nhậm Đạt Hoa lần lượt đóng vai gái gọi và trai bao. Hai người có mối quan hệ lãng mạn khi quen nhau, những cảm xúc mơ hồ, nhờ đó cô được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 11. Trong Sa Thần, Lưu Gia Linh và Nhậm Đạt Hoa được nâng lên thành vợ chồng. Năm 1994, do Vương Gia Vệ đạo diễn, Lưu Gia Linh đóng chung trong bộ phim Đông Tà, Tây Độc cùng với Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc và Trương Học Hữu, đóng vai một người phụ nữ cao quý và kiêu hãnh. Cùng năm đó, Vương Gia Vệ đã đề nghị Lương Triều Vĩ đạo diễn một phiên bản khác mang thể loại hài hước và bộ phim Đông Thành Tây Tựu ra đời, trong đó Lưu Gia Linh đóng vai cậu bé nghịch ngợm Chu Bá Thông. Năm 1996, cô tham gia cùng với Châu Tinh Trì, Lý Nhược Đồng trong bộ phim hài Đại Nội Mật Thám và đóng chung với Trương Quốc Vinh, Viên Vịnh Nghi trong phim Kim Chi Ngọc Diệp của đạo diễn Trần Khả Tân. Lưu Gia Linh đóng vai Mai Quế trong phim. Sau đó, cô tham gia bộ phim Tự Sơ, vào vai Du Huân, một ca sĩ nổi tiếng yêu một người đồng tính nữ và đoạt giải Giải Kim Tử Kinh lần thứ 3 cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau khi đạt được những thành tựu nhất định trong làng điện ảnh Hồng Kông, Lưu Gia Linh ký hợp đồng với một hãng đại lục ở Trung Quốc đại lục vào năm 2002, sự nghiệp diễn xuất của cô bước sang một giai đoạn mới. Trong thời gian này, Lưu Gia Linh hợp tác với Tăng Chí Vĩ và đóng vai chính trong bộ phim Vô Gian Đạo 2, trong đó cô đóng vai người phụ nữ của thủ lĩnh băng đảng. Với bộ phim này, cô đã được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 23. Cô cũng đóng vai chính trong bộ phim Thành Thị Say Mê, kể về đời sống tình cảm của phụ nữ thành thị đương đại, do đạo diễn nổi tiếng Vương Kinh đạo diễn và có sự tham gia của Trương Bá Chi, Chu Ân và Mạnh Giai Huy. Trong đó Lưu Gia Linh vào vai một bác sĩ tâm thần có sự nghiệp thành công nhưng lại mắc chứng ám ảnh hôn nhân. Sau đó, khi tham gia bộ phim Hồng Kông Thành Thị Say Mê, Lưu Gia Linh cùng với Viên Vịnh Nghi, Hồ Quân đã quay bộ phim truyền hình cùng tên được chuyển thể từ bộ phim kinh điển Một Dòng Sông Xuân Chảy Về Đông ở Đại Lục. Trong phim, Lưu Gia Linh đóng vai tuy độc ác và tàn nhẫn nhưng cũng rất hào hiệp và dũng cảm. Sau khi đóng phim truyền hình, Lưu Gia Linh đóng vai chính trong bộ phim Đại Lục đầu tiên Hiếu Kỳ Giết Chết Con Mèo sau khi ký hợp đồng. Trong phim cô vào vai nữ chính người vừa buồn vừa vui, đạo diễn Trương Nhất Bạch nhận xét rằng Lưu Gia Linh không hẳn là một ngôi sao, tôi thích nói cô ấy là một diễn viên chuyên nghiệp. Bộ phim này là bộ phim Đại Lục đầu tiên của Lưu Gia Linh. Năm sau, cô đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Kê Trung Quốc lần thứ 26 cho bộ phim này. Năm 2009, bộ phim kinh điển Trung Quốc Đông Tà Tây Độc do Vương Gia Vệ đạo diễn và có sự tham gia của Lưu Gia Linh, Lâm Thanh Hà, Lương Triều Vĩ và Trương Học Hữu đã được phát hành trên toàn quốc. Bộ phim đã phá vỡ kỷ lục trước đó của phim Trung Quốc phát hành và cũng góp phần vào thành công thương mại của bộ phim. Tái chế mang đến một cách tiếp cận và hướng đi mới. Phim được phát hành trong một tuần và tích lũy được hơn 30 triệu phòng vé. Lưu Gia Linh kết hôn với Lương Triều Vĩ vào năm 2008, Lưu Gia Linh đã tạm nghỉ trước và sau đám cưới. Năm 2009, Lưu Gia Linh quay trở lại lĩnh vực điện ảnh khi tham gia bộ phim mới với nhịp tim của đạo diễn Quan Cẩm Bằng. Cô chỉ có vai diễn một ngày trong phim, vào vai râu sờ người lạ du hành xuyên thời gian và không gian cho đến ngày nay. Sau đó, ba bộ phim chiếm ba khung giờ chính, phim Địch Nhân Kiệt, Bí Ẩn Ngọn Lửa Ma do Từ Khắc đạo diễn và Lưu Gia Linh đóng cùng Lưu Đức Hoa, Lý Băng Băng, Đặng Siêu và Lương Gia Huy, thu về gần như toàn bộ doanh thu. 20 triệu trong ngày đầu tiên ra mắt, nổi tiếng trên Weibo, top 3 chủ đề nóng, xếp thứ 2 về lượng tìm kiếm trên Baidu, đồng thời trở thành quán quân phòng vé ngày quốc khánh với tổng doanh thu phòng vé là 200 triệu ở Đại Lục và Hồng Kông. Vào vai Võ Tắc Thiên, cô đã vượt qua những khó khăn về kiểu dáng và trang phục. Sự chuyên nghiệp của Lưu Gia Linh đã được đền đáp bằng thiết kế kiểu dáng. Được Lưu Đức Hoa công nhận, đây là vai chính đầu tiên của cô sau khi kết hôn.
Album Tấn Nhượng Tử Đạn Phi do Khương Văn Đồng sản xuất đã vượt mốc 200 triệu phòng vé chỉ sau 5 ngày, lập kỷ lục mới về cả doanh thu phòng vé và lượng người xem trong ngày đầu tiên, phá vỡ kỷ lục do Avatar lập kỷ lục phòng vé đầu năm. Lưu Gia Linh được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 5 nhờ diễn xuất tuyệt vời trong vai vợ của Quang Huyền trong phim. Cùng năm, cô đóng chung với Trương Bá Chi, Chân Tử Đan, Cổ Thiên Lạc trong bộ phim Hoa Điền Hỷ Sự. Lưu Gia Linh đóng vai một nữ nhà văn mơ 24 giờ một ngày. Lúc này, Lưu Gia Linh đã trở lại đóng vai chính trong ba tác phẩm sau khi kết hôn, Địch Nhân Kiệt, Nhượng Tử Đạn Phi và Hoa Điền Hỷ Sự. Tất cả đều nhận được doanh thu phòng vé tốt và được giới phê bình đánh giá cao, giúp diễn xuất của cô được đánh giá cao. Sự nghiệp lên một tầm cao mới. Năm 2014, Lưu Gia Linh và Trần Khôn đóng vai chính trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh và bộ phim Chuyện Tình Bắc Kinh do Trần Tư Thành viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính, đóng chung với Lương Triều Vĩ, liên tiếp được phát hành. Lưu Gia Linh giành vị trí thứ 9 cho Dĩ Ái Vi Doanh, đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á Osaka 2016. Chuyện Tình Bắc Kinh lập năm kỷ lục mới, trong đó có doanh thu phòng vé mở màn cao nhất cho phim 2D Trung Quốc trong lịch sử điện ảnh đại lục và doanh thu phòng vé cao nhất cho phim 2D Trung Quốc vào các ngày trong tuần. Đồng thời, Lưu Gia Linh cũng hợp tác với Lương Triều Vĩ và Tạ Quân Hào trong vở kịch Sân Khấu Đổ Lão Chí. Trong vở kịch, Lưu Gia Linh, người đóng vai một quá phụ, thường xuyên thay đổi trang phục và có vẻ ngoài tươi sáng thu hút sự chú ý. Cô đã giành được giải thưởng phim truyền hình sân khấu Hồng Kông lần thứ 24 cho vở kịch này. Trong vài năm sau đó, Lưu Gia Linh thường xuyên đóng những bộ phim hay, trong đó có Bom Tấn Thế Chiến thứ 2 Tuyên bố Cairo. Bộ phim kể về quá trình lịch sử ban hành Tuyên bố Cairo. Chiến tranh thế giới thứ 2 mở ra sự kiện lịch sử này từ một góc nhìn độc đáo và tái hiện lại cuộc đấu tranh tuyệt vọng giữa quân đồng minh và phát xít. Trong phim, Lưu Gia Linh đóng vai chính là Tống Mỹ Linh, đệ nhất phu nhân của Trung Hoa Dân Quốc. Cùng năm đó, bộ phim Vương Tinh đạo diễn, Lưu Vĩ Cường sản xuất và có sự tham gia của Châu Nhuận Phát, Trương Gia Huy, Dư Văn Lạc và các ngôi sao khác, bộ phim hài kỷ niệm Đỗ Thánh Phong Vân 2 đã dẫn đầu bán được 807 triệu nhân dân tệ chỉ sau 2 tuần phát hành. Tổng doanh thu phòng vé đã thành công lọt vào câu lạc bộ 800 triệu và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong dịp Tết Nguyên Đán. Cô tiếp tục hợp tác với Trịnh Nguyên Sướng và Tưởng Hân trong bộ phim truyền hình Bán Sinh Duyên. Lưu Gia Linh đóng vai Cố Mạng Lộ, một vũ công rơi vào thế giới tình yêu và tính cách hung dữ, độc đoán và có một cái kết hoang tàn. Bộ phim này là tác phẩm đầu tiên của Lưu Gia Linh thực sự trở lại màn ảnh truyền hình sau nhiều năm. Năm 2018, cô đóng cùng Nhậm Đạt Hoa trong bộ phim Tết Nguyên Đán Mẹ Vợ Là Tình Đầu Của Tôi của đạo diễn Diệp Niệm Thần, trong đó cô đóng vai nữ chính A Bảo. Cùng năm đó, vở kịch Nhân Chứng với sự tham gia của Quân Hào và Hình Phi đã được trình diễn tổng cộng 17 lần. Trên sân khấu này, Lưu Gia Linh đóng hai vai. Cùng năm, trong bộ phim Giả Tưởng Asura có sự tham gia của Ngô Lỗi, Lương Gia Huy, Minh Đạo. Lưu Gia Linh vào vai chiến lược gia trong phim. Năm 2021, Lưu Gia Linh đóng vai chính trong bộ phim Chân Tam Quốc Vô Song cùng Cổ Thiên Lạc, Cổ Lực Na Trác, Vương Khải, Hàn Canh, Dương Hữu Ninh. Phim kể về câu chuyện cuối thời Đông Hán đầy biến động, khi các anh hùng Lữ Bố, Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vũ và các anh hùng khác trong thời kỳ, các anh hùng tranh giành địa vị. Lưu Gia Linh vào vai chúa tể của Lâu Đài Kiếm. Vào ngày 5 tháng 8 năm 2022, bộ phim do Ngô Tuyên Huy đạo diễn, Cổ Thiên Lạc làm điều hành sản xuất, bộ phim khoa học viễn tưởng cơ khí chiến binh tương lai với sự tham gia của Lưu Gia Linh, Cổ Thiên Lạc và Lưu Thanh Vân đã được phát hành ở Trung Quốc đại lục. Doanh thu phòng vé đã vượt quá 600 triệu vào cuối tháng 8 vào tháng 11. Doanh thu phòng vé của bộ phim ở Hồng Kông, Trung Quốc đã vượt 80 triệu đô la Hồng Kông, trở thành bộ phim châu Á đầu tiên vượt 80 triệu đô la Hồng Kông tại phòng vé. Ở Hồng Kông, Trung Quốc, nhiều cư dân mạng đã đánh giá tích cực và nỗ lực làm phim khoa học viễn tưởng Trung Quốc đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé!